Thống kê trên toàn thế giới, tỷ lệ phụ nữ và trẻ em bị thương hay tử vong do thiên tai cao hơn 14 lần so với nam giới. Tuy nhiên, ít ai biết rằng phụ nữ cũng là những người đóng vai trò quan trọng, giảm thiểu rủi ro thiên tai khi chuẩn bị lương thực, bảo vệ tài sản, ổn định cuộc sống sau thiên tai. Nâng cao vai trò của phụ nữ và cung cấp những kỹ năng cần thiết cho họ cũng là một trong những vấn đề trọng tâm được thảo luận tại Hội nghị khu vực châu Á-Thái Bình Dương về giảm thiểu rủi ro thiên tai diễn ra vào sáng nay tại Hà Nội. Thực tiễn công tác phòng chống thiên tai ở Việt Nam cho thấy, phụ nữ chính là những người đầu tiên chuẩn bị cho cả gia đình ứng phó với thiên tai, cũng là những người đầu tiên đưa cuộc sống của cộng đồng trở lại ổn định sau khi xảy ra thiên tai. Thế nhưng, họ cũng là đối tượng dễ bị tổn thương khi chiếm đến 70% trong tổng số 300 người thiệt mạng trung bình do thiên tai hàng năm. Các đại biểu tham dự hội nghị sáng nay cũng đồng quan điểm, phụ nữ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương là những người có khả năng và năng lực, họ là chìa khóa cho việc giải quyết những rủi ro thiên tai và phát triển sinh kế cho bản thân và cộng đồng. Tác động của thiên tai và những biến đổi đã được dự báo trước khi có tác động tiêu cực đến hàng triệu người, các hệ sinh thái, tài nguyên thiên nhiên và cơ sở vật chất. Tuy nhiên, những tác động đến từng đối tượng là không giống nhau. Người nghèo và phụ nữ, trẻ em chịu tác động tiêu cực nhiều hơn của thiên tai và điều này đến từ phần lớn do sự phân biệt đối xử và bất bình đẳng tại mỗi quốc gia. Giới là yếu tố cốt lõi trong việc giảm thiểu rủi ro thiên tai. Phụ nữ thường được đặt vào vị trí phù hợp để giảm thiểu rủi ro khi vừa là người quản lý tài chính trong gia đình, người chăm sóc và làm tốt công tác cộng đồng. Do vậy, trang bị thêm kỹ năng, kiến thức cho đối tượng này thông qua công tác chiến lược giảm nhẹ rủi ro thiên tai sẽ góp phần giảm thiểu thiệt hại trong thời gian tới. Trong 3 ngày từ 16 đến 18 tháng 5, hội nghị sẽ tập trung thảo luận những biện pháp cần thiết nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và khả năng lãnh đạo của phụ nữ trong 4 lĩnh vực ưu tiên của khung hành động Sendai, bao gồm hiểu biết về rủi ro thiên tai, tăng cường quản trị rủi ro thiên tai, đầu tư vào ứng phó, phục hồi và thích nghi trong giảm thiểu rủi ro thiên tai, và tăng cường công tác chuẩn bị cho ứng phó, phục hồi và tái thiết hiệu quả.